Chào các bạn, chúng ta sẽ đến với video hướng dẫn tìm sản phẩm POD trên Amazon với công cụ hoàn toàn miễn phí. Ở trong video trước thì chúng ta đã biết cách tìm và lọc ra những cái sản phẩm có thể bán được dựa trên sàn thương mại điện tử Etsy. Trong video này thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở trên sàn thương mại điện tử Amazon. Như bạn đã biết thì Amazon là một sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Và đây cũng là một sàn thương mại điện tử thu hút rất là nhiều người kinh doanh POD ở trên đó. Tuy nhiên hiện tại tôi không còn kinh doanh POD trên Amazon mà chuyển hoàn toàn sang Shopify bởi vì Amazon nó cũng rất dễ khóa tài khoản. Đầu tiên thì bạn sẽ vào Amazon.com, sau đó bạn sẽ nhìn thấy mục Deliver To. Bạn sẽ lựa chọn là Hoa Kỳ. Và Continue. Chúng ta có thể refresh lại. Để tìm kiếm những sản phẩm trên Amazon, cũng giống như Etsy, bạn cần phải có từ khóa. Bạn cần phải biết mình đang tìm kiếm cái gì. Tôi sẽ tiếp tục lấy ví dụ là Funny T-shirt. Tôi đã có kết quả từ Amazon. Nhìn từ kết quả này thì chúng ta không thể biết được đâu là những cái sản phẩm đang được bán chạy, đâu là những sản phẩm mới được đăng lên, hay là những sản phẩm nào đang có xu hướng. Ở trong video trước tôi đã nói, chúng ta nên tìm kiếm những cái sản phẩm nó đang có xu hướng và nó mới được đăng lên. Và bạn cũng không cần quá quan tâm đến cái lượng bán. Bởi vì rất là nhiều sản phẩm có lượng bán cao nhưng nó được đăng từ rất là nhiều năm, thậm chí cả 10 năm về trước. Tuy nhiên nó vẫn được đề xuất do cái từ khóa tìm kiếm và do cái lượng bán. Chúng ta là người mới mà chúng ta sử dụng các thiết kế này sẽ rất là khó để mà chinh phục khách hàng. Để có nhiều hơn thông tin cũng như là để lọc ra được các cái sản phẩm mà theo ý muốn của chúng ta, tôi giới thiệu với các bạn hai ứng dụng hoàn toàn miễn phí để giúp chúng ta có thể lọc ra được các kết quả mà chúng ta mong muốn. Và hai ứng dụng này tôi có để dưới phần mô tả. Đây là kết quả mà tôi chưa cài app trên Chrome. Ứng dụng đầu tiên mà bạn nên cài đó là Product Format by Amazon. Chúng ta thêm vào Chrome. Mình sẽ bật nó lên. Ứng dụng thứ hai đó là Amazon Product Finder. Để cài đúng ứng dụng thì các bạn hãy click vào link ở trong phần mô tả video này. Tôi sẽ bật nó lên. Vậy là tôi đã có hai ứng dụng. Sau khi cài đặt, chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản. Chúng ta sẽ bắt đầu lại với từ khóa này sau khi đã cài hai ứng dụng. Sau khi bạn đã cài hai ứng dụng này, bạn sẽ thấy là nó có thêm rất là nhiều những cái thông tin khác. Cụ thể đây là chúng ta sẽ thấy rất là nhiều các cái thông tin như là danh mục sản phẩm hay là vị trí của cái từ khóa ở trên cái danh mục này. Dựa vào cái vị trí của từ khóa thì ta cũng biết được cái độ hot của cái từ khóa này. Bạn cũng có thể biết được cái ngày mà sản phẩm này được đăng lên. Đồng thời chúng ta có thể khám phá ra thêm nhiều những cái từ khóa khác, những cái từ khóa phụ, những cái từ khóa dài để tìm kiếm thêm được nhiều sản phẩm khác nhau đối với một cái từ khóa mà chúng ta mới nhập. Bạn có thể kiểm tra được bản quyền ngay trên chính cái kết quả này bằng cách bạn click vào cái biểu tượng TM này. Bạn cũng chú ý với kiểm tra checkmark này, nó chỉ lấy những cái thông tin mà người bán đã liệt kê ra, ví dụ như là tiêu đề và mô tả. Còn cái mà chúng ta cần quan tâm nhất đó là cái chữ ở trên thiết kế. Ví dụ như mẫu thiết kế này thì trên thiết kế có chữ là Human by Gen, Alpha by Choice. Thì bạn thấy là ở trên tiêu đề nó cũng đã có, thì chúng ta sẽ kiểm tra thử xem cái chữ ở trên mẫu thiết kế này nó có vi phạm bản quyền của người khác hay không. Chúng ta sẽ kéo xuống và click vào cái biểu tượng TM này. Chúng ta sẽ click vào đây. Đầu tiên thì bạn cần phải quan tâm đến các vấn đề như sau. Thứ nhất đó là serial number, đây là cái mã số của cái trademark này. Thứ hai là nơi đăng ký bản quyền. Ba là tên bản quyền. Thứ tư là lớp, ngày đăng ký, kiểu và trạng thái. Đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là trademark. Ví dụ như là chữ human. Human đã được đăng ký dưới dạng là dạng text. Dạng text là dạng bảo hộ cao nhất của trademark. Có nghĩa là chúng ta không được sử dụng từ human này ở bất kỳ dưới dạng nào, bất kỳ phông chữ nào trên cùng cái lớp mà người khác đã đăng ký. Thì đầu tiên bạn thấy là human này ở dạng text và live. Live có nghĩa là nó đang có hiệu lực. Còn những trạng thái là pending thì chúng ta không quan tâm. Như vậy là human đã được người khác đăng ký bản quyền dạng text, có nghĩa là chúng ta không được sử dụng human này ở bất kỳ định dạng, bất kỳ câu chữ nào. Tuy nhiên nó chỉ ở lớp 01, 05, 010 và 09. Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể sử dụng từ human này trên áo thun. Để mà chi tiết hơn chúng ta sẽ click vào đây.
Bạn thấy là từ human này đã được bảo hộ trên toàn thế giới ở lớp số 01, lớp số 05, lớp số 09, lớp số 010. Và tại Hoa Kỳ là các cái lớp này. Như vậy là nó không có lớp 25, vì thế bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái từ này ở trên mẫu thiết kế áo thun của mình. Đây là vấn đề bản quyền, bạn có thể xem lại video về bản quyền. Như vậy là với từ khóa funny t-shirt thì tôi đã tìm được rất là nhiều những mẫu thiết kế ở đây. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ tìm ra những mẫu thiết kế nào đang có xu hướng trên thị trường, và nhất là nó mới được đăng từ khoảng 1 năm trở lại đây. Bởi vì những cái mẫu mà đã được đăng rất lâu thì cũng sẽ có rất là nhiều người cùng bán rất là nhiều các cái mẫu thiết kế nó tương tự như vậy. Bạn sẽ duyệt qua các mẫu thiết kế và chú ý đến cái dòng S này. Ví dụ như mẫu này mới đăng vào hồi tháng 8 năm 2024. Và tôi sẽ click vào đây. Với một sản phẩm mới đăng và có đơn hàng cũng khá như vậy thì đây cũng là một cái mẫu khá là tốt để chúng ta có thể tham khảo. Bạn cũng sẽ tham khảo thêm về cái từ khóa để biết được cái từ khóa này nó có cái độ hot hay không. Ví dụ nó đang đứng top thứ 15 ở trong cái danh mục Boy Novelty, hay là 29 ở cái danh mục là Men Novelty T-shirt. Những cái chỉ số này là những chỉ số được thống kê bởi app Amazon Mac. Chúng ta sẽ sử dụng thêm cái app Amazon Scout. Cái chỉ số đầu tiên mà bạn cần chú ý và cần lọc đó là cái chỉ số có hàng từ. Ở đây bạn sẽ biết được cái sản phẩm này nó đã được đăng từ bao giờ. Và cái chỉ số thứ hai mà chúng ta cũng quan tâm nữa đó là người bán. Có hai loại người bán trên Amazon, đó là Amazon FBA và Amazon Mac. Thì Amazon FBA, người bán sẽ in trước toàn bộ sản phẩm và gửi sẵn vào trong kho của Amazon. Còn Amazon Mac có nghĩa là kinh doanh giống mô hình POD hiện tại của chúng ta. Khi có khách hàng thì mới in sản phẩm và vận chuyển cho khách hàng. Vì vậy nếu như những cái sản phẩm nào là đánh dấu là Amazon thì chúng ta chỉ mang tính chất tham khảo. Cái mà chúng ta quan tâm đó là Amazon Mac. Và từ một sản phẩm này chúng ta có thể nghiên cứu sâu hơn thông qua những cái từ khóa mà người bán trước họ đang sử dụng. Ví dụ ở đây bạn có thể thấy là có rất là nhiều từ khóa liên quan, từ khóa chính và từ khóa dài. Bạn cứ tìm kiếm như vậy để mà lọc ra những cái sản phẩm theo đúng cái tiêu chí ban đầu mà chúng ta đưa ra. Bạn hãy kết hợp hai ứng dụng này, nó sẽ giúp lọc ra các sản phẩm theo yêu cầu của chúng ta được nhanh hơn. Những người mới bắt đầu nên sử dụng các cách như thế này để có thể tìm ra được, khám phá ra được thêm nhiều những cái sản phẩm mới. Những cái sản phẩm sẽ thu hút thị trường để bắt đầu kinh doanh POD. Và cuối cùng ở trong video này, bạn nên nhớ một số các chú ý sau. Thứ nhất đó là chúng ta đừng quá quan tâm đến lượng bán, bởi vì hầu hết những cái sản phẩm có lượng bán cao thường là những sản phẩm đã được đăng từ rất là lâu. Thì những cái mẫu này nó đã quá bão hòa, vì thế bạn cần phải chú ý vấn đề này. Thứ hai nữa là bạn đừng quá quan tâm đến review xấu ở trên Amazon, bởi vì review của khách hàng thường liên quan đến chất lượng, liên quan đến thời gian giao hàng, hoặc là mẫu, hoặc là chất liệu, vân vân. Cái mà chúng ta đang quan tâm đó là mẫu thiết kế. Lưu ý thứ ba đó là chúng ta cần phải mở rộng tư duy. Chúng ta có thể tìm kiếm sâu hơn vào những cái từ khóa mà ứng dụng Amazon Mac người ta nó đề xuất. Bởi vì những cái từ khóa chung chung như vậy, ai cũng tìm giống như bạn, thì thành ra chúng ta không thể tìm kiếm được những cái mẫu thiết kế độc đáo hơn nó đang ẩn ở trên các cái sàn thương mại điện tử này. Thì đây là những cái lưu ý hướng dẫn về cách tìm sản phẩm POD trên sàn thương mại điện tử Amazon. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.